Anh Chí xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Chúc cô chú, anh chị và các bạn mình đạt được sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Thì đã qua năm mới, toàn bộ bà con mình đã ăn Tết xong, trọn vẹn một cái Tết gọi là vui vẻ của Tết Nguyên Đán năm 2024 Giáp Thìn. Em cũng bắt đầu thì sẽ đi cập nhật một số tình hình về các tuyến đường phố cho cô chú, anh chị và các bạn mình cập nhật qua màn hình ống kính. Đây là đường Cách Mạng Tháng 8 anh chị. Em sẽ di chuyển đường Cách Mạng Tháng 8 này ngay đoạn giao lộ để đường Nguyễn Minh Khai về đến khu vực Nguyễn Trãi cho cô chú anh chị và các bạn mình xem tình hình của bà con mình qua một năm Tết, ăn Tết xong thì bà con mình về như thế nào. Tình hình mà căn đốc như thế này cũng chưa thấy gọi là khởi sắc hay kinh doanh anh chị. Một cái vị trí rất là đắc địa luôn, rất là dài rộng luôn anh chị, một cái lề đường rất là thoáng luôn cho các cơ sở kinh doanh. Bây giờ thì cũng chưa thấy các đại gia hay là các ông chủ lớn để đầu tư vào để kinh doanh. Anh cũng thấy là cho ấy bản là cho thuê nhà nguyên căn và có bản để là bán nhà luôn anh chị. Anh chị vẫn thấy là mọi kinh doanh của bà con mình vào năm rồi thì 2023 kinh tế thì cũng đang gọi là một cái biến động, gọi là suy thoái toàn cầu, ảnh hưởng là tình hình chung hết toàn bộ các khu vực trên tuyến đường Sài Gòn này. Về kinh doanh mua bán thì trả mặt bằng rất là nhiều. Năm nay thì không biết như thế nào, em sẽ cập nhật qua màn hình ống kính để cho bà con mình tìm hiểu thêm về các tuyến đường kinh doanh mua bán. Đây anh chị thấy những bãi đất trống cũng để lại cho thuê. Nói chung là vị trí nào mà để có mà được cho thuê được thì vẫn là kinh doanh được anh chị. Sài Gòn thì đứng đầu về kinh doanh mua bán và các mặt bằng kinh doanh và các chi nhánh văn phòng. Bây giờ cũng đã gọi là nó khó khăn rất là nhiều của bà con mình anh chị. Bên những quán ăn, quán lớn rồi kinh doanh văn phòng bên đây bây giờ cũng đang thấy là khó khăn rất là nhiều. Anh chị cũng thấy là những quán ăn, quán nước luôn nè, bây giờ cũng không có thấy là gọi là khởi sắc là để có khách hàng anh chị. Vào năm mới thì bà con mình cũng có thể là chưa có gọi là khởi sắc mà để đi mua sắm hay là gì đó. Vì mỗi năm thì trước gần Tết thì người ta cũng đã mua rất là nhiều. Rồi vô tháng giêng này thì nói chung là cũng rất gọi là hơi bị chậm về kinh doanh. Nhìn thấy là mọi sản phẩm kinh doanh của bà con mình, khách hàng thì không thấy đâu luôn. Mở một cửa hàng mà mua bán cũng như là thức uống, thực phẩm thì cũng vài trăm triệu anh chị ở ngoài khu vực quận nhất này. Mà hiện nay thì một số bà con kinh doanh cũng đang có chiều hướng gồng lỗ rất là nhiều. Một kinh doanh bà con mình khó khăn cũng như là những đồng tiền kiếm ra rất là khó. Công việc đi làm bấp bênh, mua bán thì gọi là thiếu không khách hàng, còn công ty văn phòng chi nhánh thì thiếu đơn hàng và thiếu khách mà để gọi là bất động sản thì không có khách hàng mà để đi mua này kia đồ, nó bị chậm đi anh chị. Đây anh chị thấy số lượng dưa mà bán là hết trên giò vẫn còn nguyên như vậy. Tết thì bán dưa bây giờ còn như vậy nữa anh chị. Qua Tết thì vẫn còn một số lượng dưa rất là lớn như vậy luôn. Người ta để thì bán thì ai mua thì người ta bán anh chị. Nói chung là một số tình hình của bà con mình ai bỏ tiền ra mua là cũng rất ruột. Thì người ta mua bán người ta không bỏ. Bên đây thời trang. Thời trang thì anh chị thấy là không thấu khách hàng luôn. Giờ mua bán của bà con mình năm nay nó rất là chậm luôn. Đây, thực phẩm, thức ăn, đây, thức uống đây. Rồi những cơ sở mua bán nè, chị vẫn thấy nè. Mua bán mà vị trí căn gốc như thế này anh chị vẫn thấy là rất là đắc địa, mà để kinh doanh rất là dễ. Mà bây giờ thì gọi là khó khăn luôn. Không thấu khách hàng, bây giờ trả mặt bằng. Rồi chủ nhà cho anh môi giới dán lại để kiếm số lượng khách hàng để thuê anh chị. Một vị trí rất là gọi là đắc địa luôn. Bằng xéo như vậy, xô hoặc tiền ra để kinh doanh mà khó khăn như thế này. Tiếp tới một mặt bằng kinh doanh của bà con mình ở đây anh chị cũng thấy nè. Mua bán về thức ăn nè, rồi các cửa hàng nè, cũng như là mỹ phẩm nè,
cũng đang có sale ốp nè, rồi thời trang nè, sale ốp nè. Bên đây những cái tòa nhà như vậy cũng đang để là cho thuê nhà, nguyên căn tòa nhà luôn. Tòa nhà này thì thường thì các ngân hàng thuê anh chị, và những cái cơ sở công ty lớn thuê. Bây giờ thì chưa thấy ai đồng tiền vào thuê những vị trí như thế này, một vị trí rất là đẹp. Và các cửa hàng thực phẩm thức ăn bên đây thì số lượng khách hàng thì nó hơi vắng đi rất là nhiều. Một số cửa hàng thì cũng vẫn có là 4-5 xe để, một số cửa hàng thì không thấy xe nào mà để vào mua. Bên đây thì cũng đang đóng cửa đây. Mình vẫn thấy là trung tâm nè, cái ghép đồ răng hàm mặt ra sinh học rồi đây. Bây giờ đang đóng cửa như thế này. Mua bán cho dân của bà con mình hiện nay thì khó khăn rất là nhiều. Các cô thì bán nước nè, anh chị cũng thấy các cô lớn tuổi nè, bán nước, bán mì rất là khó khăn hiện nay luôn. Rồi những bạch đường như vậy anh chị thấy là bạch đường dần vàng nè anh chị. Cái bạch đường vàng thì là những vỉa hè, bây giờ là mà mình phải đóng tiền vỉa hè thì kinh doanh đó anh chị. Đây một cái vị trí đắc địa luôn, gọi là một cái ngã sáu đây anh chị, ngã sáu phụ động đây, cái vị trí sơ mặt tiền nha, rất là gọi là rộng rãi luôn. Mà bây giờ thì chưa thấy ai mà đậu tiền vào mà thuê một vị trí chính giữa như thế này. Rất là lớn ở trên khu vực này luôn anh chị, một cái vị trí rất là trọng điểm, rất là tốt để kinh doanh luôn, mà chưa thấy gọi là chiều hướng kinh doanh đậu tiền vào mà để kinh doanh. Cũng có thể là năm nay thì chưa thấy khởi sắc gì nhiều, hay là một tháng tới thì có thể là người ta đầu tư vào, người ta thuê, người ta kinh doanh tiếp, cũng không chừng anh chị. Xích tới đây thì nhà 2-3 lầu để bán nhà đây anh chị thấy. Nhà 3 lầu chiều hướng nhà cho thuê và bán nhà chính chủ luôn. Trên tuyến đường Nguyễn Giải. Xích kế bên thì cũng vẫn là để cho thuê luôn anh chị. Một cái vị trí cũng gọi là đất trống bên trong. Rồi làm một cái khung cảnh bên ngoài, mặt tiền ngoài cũng như một cái chợ Bến Thành nhỏ anh chị ha. Làm lại một chỗ Bến Thành thu nhỏ đây. Và dán bảng là cho thuê nhà. Bên khu vực này thì về kinh doanh thời trang và kinh doanh mỹ phẩm và thẩm mỹ viện rất là nhiều luôn anh chị. Bà con mình vẫn thấy là một số tình hình mua bán của bà con bên đây, các cơ sở cũng gọi là gắn bóng khách hàng. Đầu năm mới thì bà con mình cũng vẫn còn là treo bảng như thế này anh chị, cho thuê nhà nguyên căn, những cái bản mới thế này nè, có thể là mới dán luôn. Các cơ sở bên đó chưa thì cũng là bán mỹ phẩm anh chị ha. Xích bên thì bán giày dép, bên đây thì bán cũng giày luôn, đang có chiều hướng sale 50%, mà bây giờ số lượng khách hàng bây giờ rất là chậm luôn. Nhiều khi vào đầu năm mới thì có thể là hơi bị chậm anh chị, tại vì cuối năm người ta có thể là mua sắm hết một phần rồi. Đầu năm thì mọi người đều có sự gồng lỗ rất là nhiều luôn, đa số những ngành thời trang. Ngành thời trang thì gồng lỗ của bà con mình rất là nhiều trên các tuyến đường, cũng như là Nguyễn Trãi hay là Lê Văn Sĩ, hay là tuyến đường của quận Bình Thắng 8. Tại vì chuyên bán tuyến đường này là chuyên về ngành thời trang rất là lớn anh chị. Đây bên đây cũng có cơ sở đây đóng cửa anh chị, đang sửa chữa lên trên. Đây thì cơ sở của hàng An Phước đây. Cái lượng hàng thì số lượng khách hàng bây giờ nó hơi bị chậm lặng đi rất là nhiều luôn. Một tuyến đường đông đúc của kinh doanh bây giờ mới hơi bị chậm lặng, vẫn có khách hàng và số lượng mà xe di chuyển cũng hơi bị chậm lặng đi anh chị. Bên đây thì hai căn nhà như thế này đang cho thuê hoặc là bán luôn. Nhiều khu vực bên đây nói chung là cho thuê và bán nhà cũng rất là nhiều anh chị. Cho thuê nhà nguyên căn, hai căn nhà liền kề nhau.
Bị chia rẽ đất địa. Bà con mỗi lần mà mua hàng, nhập hàng về và muốn nhân viên rồi để co lại một cái mặt bằng vị trí cũng phải 500 triệu anh chị, một cái vị trí đắc địa ở khu vực bên đây để mở ra một cái cửa hàng mà dạng như là đầy đủ mặt hàng, vị trí rất là đẹp để kinh doanh cũng rất là cao giá anh chị. Nhưng bên đây cũng là đóng cửa trang trại 6 lầu để là cho thuê nhà nguyên căn luôn. Còn tiếp tới những cái cửa hàng bán quần áo nè, rồi thời trang đầm nè, rồi bên đây thì của Hoàng Phúc nè. Thì đầu năm mới thì nó hơi bị trầm lặng đi rất là nhiều. Có nhiều mặt bằng thì bà con cũng đã là đậu tiền vào, nó thuê đang trong thời gian mà tháng giêng này người ta đang sửa chữa để bắt đầu kinh doanh mới anh chị. Cũng có nhiều mặt bằng lớn nhỏ thì cũng có, bên đây thì đang cho thuê nè. Anh chị thấy là xưa thì về tóc ha, rồi các công ty giấu này kia này, cũng đang đóng cửa than cài, cũng chưa thấy cửa sắt gì nhiều. Đây là tấm bảng rất là mới luôn, chúng tôi bán cà phê ở trên lầu, ở dưới thì cho thuê. Mọi mặt bằng kinh doanh của bà con mình trên tuyến đường này thì cũng đã có chiều hướng giảm giá rất là nhiều luôn. Thì chiều hướng giảm giá để cho bà con mình có để thuê anh chị, rồi những cái đồng tiền đó thì không thất thoát đi của chủ nhà, chứ mà để nằm không thì số tiền thì bốc hơi đi, rồi trang trải số lượng tiền của bà con cho thuê đó, thì cô là nói em hẹp lại, sẽ hạn hẹp lại một số phần tiền, cũng như là trước thì cho thuê 100%, bây giờ giảm xuống là 70% hoặc là 50% để cho có số lượng khách để thuê, để có số lượng tiền trang trải luôn. Bây giờ cũng chưa thấy khởi sắc mà để đậu tiền vào thuê anh chị, tại vì kinh tế cũng đang hơi bị có những khó khăn chút xíu. Thì qua năm nay thì em cũng mong là bà con mình kinh doanh được bình ổn lại và đậu tiền vào thuê để phát triển lại ổn định như một năm trước. Về đây thì mọi buôn bán của bà con mình anh chị cũng thấy không, mình đóng kính khách hàng thì rất là vắng luôn, nó hơi bị chậm đi rất là nhiều so với mọi năm khác. Đến đây anh cũng đã di chuyển đoạn cách mạng tháng 8 về đến khu vực Cống Quỳnh cho cô chú anh chị và các bạn mình đã cập nhật khu vực đóng kính. Em cũng xin dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn mình đã đồng hành cùng em. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.